Hôm nay thì nghĩ rất là
lắm mà. À, những cái list policy anh Thiên Ý sẽ gửi lại cho cô gọi những cái gì nghĩ các bạn cho Thiên Ý rất là cảm ơn. Và chúc cho những bà mẹ có được ngày lễ phu lan thật bình an. Cô Thiên Ý quốc ca là mẹ tôi, bây giờ thì sẽ có một chú